Chuẩn tướng Kim Huỳnh trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa. Kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay, ngày 30 tháng 3 năm 2021, tại diễn đàn Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Văn hóa, Giáo dục và Thanh niên, chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, kính mời quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước cùng thành kính trang nghiêm dâng lời cầu nguyện.
lại đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật và hồn thiêng sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phò hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện vừa chấm dứt, trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính mời quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước cùng bắt đầu vào chương trình livestream hôm nay. Trân trọng kính mời. Để mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời tất cả quý đồng bào cùng nghe bài hát quen thuộc, bài hát Việt Nam Đào Minh Quân. Đào Minh Quân, anh hùng cứu miền dân Việt, quê hương mình ngày ngày chung lao biển đường. Dân chiến đấu không ngại ngần vì nước hy sinh cho mùa hè, tổ quốc cứu quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân chúng ta chờ ngày vui nhau, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân, xây cờ đồ Đào Minh Quân, anh hùng cứu người dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lần thề dân chiến đấu không ngại ngần vì nước hy sinh cho một người tổ quốc cứu quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa Việt Nam của chúng ta sắp sửa bước sang trang sử mới. Việt Nam đã chìm trong tăm tối vì chế độ Cộng sản Việt Nam đang đè đầu cởi cổ người dân Việt Nam của chúng ta từ miền Bắc cho đến miền Nam. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, toàn dân Việt Nam sống trong quê hương đất nước của mình nhưng lại là một cái nhà tù do Cộng sản Việt Nam cai trị. Cho nên từ chỗ đó,
Những ngày sắp tới, Việt Nam của chúng ta sẽ bước sang trang sử mới và đất nước Việt Nam sẽ được, dân tộc Việt Nam sẽ được hồi sinh và chế độ, thể chế đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở về trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta do Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân lãnh đạo. Cho nên từ chỗ đó, người dân Việt Nam hãy vui mừng và chúng ta cùng nhau chung vai góp sức để nói lên lập trường của chính mình không chấp nhận chế độ Cộng sản. Và hiện nay, hệ thống trưng cầu dân ý rất an toàn, bảo mật và duy nhất chỉ có nước Việt Nam của chúng ta là có được một hệ thống trưng cầu dân ý rất an toàn để cho người dân không có bị Cộng sản Việt Nam phát hiện. Cho nên người dân từ hôm nay phải nhanh tay lên trưng cầu dân ý để đem nền tự do no ấm về trên quê hương Việt Nam của chúng ta chỉ chừng 3 đến 5 phút mà thôi. Vì đất nước Việt Nam của chúng ta đã trải qua thời chiến tranh, nhưng nhìn lại thì trong chiến tranh không có ai khác hơn là người Việt đang giết người Việt với nhau vì âm mưu của Tàu Cộng muốn chiếm nước Việt Nam của chúng ta. Và Đức Quốc Công Đào Minh Quân đã cho người dân chúng ta biết được cái tên Hồ Chí Minh đang nằm tại Lăng Ba Đình là một tên gián điệp Tàu Cộng. Qua một lần Cộng sản Việt Nam muốn vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới, Đức Quốc Công đã yêu cầu một điều kiện nhỏ thôi là phải chứng minh được dấu lăng tay, dấu vân tay của Hồ Chí Minh đang nằm tại Lăng Ba Đình phải giống với dấu vân tay của Nguyễn Ái Quốc có trong thẻ căn cước mà Sở Liêm Phóng Phòng Nhì của Pháp đang giữ trong khi Nguyễn Ái Quốc đi xin việc làm ở tại Pháp và chính phủ Pháp yêu cầu làm thẻ căn cước. Thì trong thẻ căn cước có dấu vân tay của Nguyễn Ái Quốc. Cộng sản Việt Nam không chứng minh được dấu vân tay của hai người này giống nhau. Cho nên Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là hai người chứ không phải một người. Như vậy chúng ta đã rõ là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu Cộng do Tàu Cộng cài vào đất nước Việt Nam của chúng ta và gieo rất nhiều tang thương chết chóc từ miền Bắc cho đến miền Nam. Và sau 30 tháng 4 năm 1975 thì Cộng sản Việt Nam đã tràn vào miền Nam và có một Cộng sản miền Nam do Cộng sản miền Bắc đã dựng lên để cướp miền Nam của chúng ta. Từ chỗ đó cho nên người dân Việt Nam của chúng ta hôm nay chúng ta phải tự cởi trói cho chính mình bằng lá phiếu trưng cầu dân ý mà Đức Quốc Công Đào Minh Quân Ngài đã đem tận tay cho người dân để nói lên cái chính kiến của mình không chấp nhận chế độ Cộng sản. Và tiếng nói của người dân Việt Nam Ngài sẽ đem ra quốc tế, Liên Hiệp Quốc và chính phủ Hoa Kỳ chứng minh rằng người Việt của chúng ta không chấp nhận chế độ Cộng sản, thì đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở về trên quê hương của chúng ta rất là đơn giản. Từ một cuộc chiến tan thương chết chóc đổ máu, biết bao nhiêu người dân Việt Nam phải ngã xuống một cách vô ích vì cuộc chiến này là cuộc chiến không đáng có, vì Tàu Cộng muốn chiếm nước Việt Nam của chúng ta và biến nước Việt Nam của chúng ta thành một quận lỵ của chúng. Cho nên từ chỗ đó đã khiến cho người Việt giết người Việt và hiện tại là người Việt đang cai trị người Việt và đứng sau lưng của những người Việt theo Cộng sản là Tàu Cộng. Cho nên từ chỗ đó chúng ta, tất cả người dân chúng ta đã hiểu rõ và không có chấp nhận một cái tên gián điệp Tàu mà nằm, một cái tên gián điệp Tàu Cộng mà nằm tại Lăng Ba Đình và bắt người dân của chúng ta gọi là cha già dân tộc. Đây là một điều vô cùng sỉ nhục cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thì Đức Quốc Công Đào Minh Quân Ngài rất thương yêu người dân Việt Nam, đất nước Việt Nam vô bờ bến, cho nên đã thể hiện từ khi Ngài còn nhỏ, Ngài cũng đã đem danh dự của người Việt của chúng ta, mặc dù là những người Việt đó là những trẻ em nhỏ,
Ngài không có chấp nhận cho người nước ngoài xem thường những em nhỏ và cho những em nhỏ đó uống lon coca đang uống dở. Cho nên từ chỗ đó, ngày hôm nay, vì danh dự của những người Việt của chúng ta, Ngài nhất định là phải tranh đấu cho bằng được và sẽ đem nền tự do no ấm về cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Vì người dân Việt Nam của chúng ta, từ nhỏ cho đến trưởng thành, cho đến già, tất cả mọi thành phần đều là dân tộc Việt Nam. Cho nên Ngài không bao giờ để cho những người nước ngoài xem thường người dân Việt Nam chúng ta, dù cho những người đó là các em nhỏ. Và trong những năm Cộng sản cai trị đất nước Việt Nam của chúng ta, đã biến đất nước Việt Nam của chúng ta thành một cái bãi rác, và người dân Việt Nam trở thành những người bị Cộng sản bóc lột đến tận xương tủy. Thì nhìn lại chúng ta thấy các thế hệ trẻ, các con em của Việt Nam của chúng ta không được đến trường học, mà những em nhỏ phải cầm những tấm vé số đi bán ở ngoài đường phố, hoặc là những cụ già thì không có một tiêu chuẩn nào để sống, trong khi các cụ già thì không còn sức lao động để làm việc nữa, nhưng không có một ai để chu cấp cho cuộc sống của các cụ già, vì Cộng sản Việt Nam là một cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phi pháp. Chúng nó cướp nước Việt Nam, cho nên chúng không có để cho người dân được sống no ấm. Điều đó người dân chúng ta hãy nhận ra và thấy rằng chúng ta cần phải thay đổi. Và sự thay đổi ở đây, Đức Quốc Công Đào Minh Quân đã cho người dân một sự thay đổi rất là bình yên và không có xảy ra chiến tranh đổ máu bằng hệ thống trưng cầu dân ý. Cho nên từ chỗ đó, người dân Việt Nam của chúng ta hãy nhanh tay lên, nói với nhau và truyền cho nhau thông điệp này, để cho chúng ta sẽ có được một đời sống ấm no mà hiện tại Đức Quốc Công Đào Minh Quân rất thương yêu người dân Việt Nam vô bờ bến. Ngài đã bỏ ra thời gian gần như trọn cả cuộc đời của Ngài để làm sao đem nền tự do no ấm về cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Và chương trình livestream vừa rồi, chúng tôi có nhắc đến tiểu sử của Đức Quốc Công thời thơ ấu. Thì trong tiểu sử của Ngài, từ thời thơ ấu đã cho chúng ta thấy được là Ngài sinh ra tại quê hương đất nước Việt Nam. Và so với Hồ Chí Minh đang nằm tại Lăng Ba Đình, thì người dân Việt Nam hoàn toàn không biết lai lịch của Hồ Chí Minh từ đâu. Cho nên từ chỗ đó chúng ta phải sáng suốt nhận định ra cho được là Hồ Chí Minh là một tên giặc Tàu, là một tên gián điệp Tàu, do Tàu Cộng đã cài cắm vào ở trong hang Bắc Bó, chui ra cướp chính quyền của Thủ tướng Trần Trọng Kim. Và từ ngày đó, đất nước Việt Nam của chúng ta đã trải qua một thời gian tang thương nghiệt ngã gần như gần cả trăm năm, từ miền Bắc hơn 75 năm và miền Nam hơn 45 năm. Nhưng hôm nay chúng ta đang được cứu, và người cứu đất nước Việt Nam của chúng ta là Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Trong tiểu sử thời thơ ấu của Đức Quốc Công thì chúng ta đã thấy được là Đức Quốc Công được sinh ra trong bọc điều, và những người được sinh ra trong bọc điều rất đặc biệt và có một cuộc đời rất là sung sướng và tốt đẹp. Thì ở đây chúng ta thấy khi Ngài được sinh ra trong bọc điều, nhưng Ngài phải chịu khổ cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thật ra Ngài không có được sung sướng, nhưng sung sướng ở đây là Ngài sắp giải thoát được người dân Việt Nam khỏi chế độ Cộng sản, thì đó là sự sung sướng của Ngài đó. Cho nên sự đặc biệt khi Ngài
đã được sinh ra trong Ngọc Điều là một nhân vật vô cùng đặc biệt. Trong tiểu sử của Đức Quốc Công, chúng ta sẽ thấy được Ngài là một nhân vật do Thượng Đế, Trời Phật và Hùng Thiên Sông Núi ban cho đất nước Việt Nam của chúng ta để cởi trói cho người dân Việt Nam thoát khỏi chế độ Cộng sản Việt Nam tàn ác, tàn bạo, vô nhân tính, đứng sau lưng là Cộng sản Tàu. Cho nên từ chỗ đó, người dân Việt Nam của chúng ta hãy hãnh diện vì chúng ta đang được cứu, và người cứu toàn dân Việt Nam, đất nước Việt Nam của chúng ta là Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Ngài hiện nay là Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, vì Ngài đã được người dân ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên bầu chọn cho Ngài làm Tổng thống nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngài nhậm chức Tổng thống ngày 11 tháng 11 năm 2018. Và ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên lúc đó đã bầu chọn cho Đức Quốc Công được hơn 4 triệu phiếu. Cho nên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là một chính danh, là một chính phủ chính danh hợp pháp duy nhất của đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay. Và Cộng sản Việt Nam không phải là những người gọi là chính quyền của đất nước Việt Nam, vì chúng nó là tà quyền chứ không phải là chính quyền. Vì nếu là một chính quyền thì phải lo cho dân, người dân phải được no cơm ấm áo. Còn đằng này, người dân đau khổ cùng cực, môi trường, môi sinh bị ô nhiễm, thức ăn độc hại và từ Trung Quốc tuồn sang đất nước Việt Nam của chúng ta, khiến cho người dân Việt Nam của chúng ta bị những bệnh lạ và ung thư chết chóc rất là nhiều. Mặc dù người dân không nhìn thấy chiến tranh, nhưng một sự tàn phá đất nước Việt Nam vô cùng khủng khiếp. Người dân hãy tĩnh lặng và trầm tĩnh để nhận ra được hiện tại đất nước Việt Nam của chúng ta đang kiệt quệ. Và người dân Việt Nam hãy bừng tỉnh và sáng suốt để nhận ra được là chúng ta đang được cứu. Có nhiều người dân đi đến chùa để cầu nguyện, cầu xin ơn trên Phật trời gia hộ cho người dân được có một cái may mắn hạnh phúc. Nhưng hiện tại người dân cầu nguyện nhưng không nhìn thấy được Thượng Đế Trời Phật Hùng Thiên Sông Núi đang ban xuống thế gian này cứu người dân Việt Nam của chúng ta thoát khỏi một cái chế độ tàn độc vô nhân tính, đó là chế độ Cộng sản tại Việt Nam, và đứng sau lưng là Cộng sản Tàu. Cho nên người dân đừng có nghe Cộng sản Việt Nam dẫn dụ người dân rồi chúng ta lại đi đến chỗ diệt vong. Vì một cái chế độ của Cộng sản, chúng nó dùng mọi chiêu trò rất là tinh vi, dụ dỗ dọa dẹp, và chúng nó dùng những cái chiêu trò làm cho người dân bị mê lầm mà không thấy sự thật ở đâu. Vì chúng nó dùng chính sách ngu dân để trị, cho nên thứ nhất chúng ta thấy không có cho con em của chúng ta đến trường đi học miễn phí, và thứ hai là chúng nó tiêu diệt những mầm mống thông minh của đất nước Việt Nam của chúng ta. Ai mà nói lên tiếng nói của mình thì chúng nó đều bịt miệng và trù dập. Cho nên từ chỗ đó, bà bác sĩ Dương Quỳnh Hoa cũng đã nói, khi Cộng sản Việt Nam mà nó chưa có thắng thì lúc đó nó coi người dân là mẹ Việt Nam anh hùng đủ thứ bằng những cái từ mỹ miều. Nhưng khi chúng nó đã chiến thắng rồi thì chúng nó xem người dân là kẻ thù tiềm ẩn. Có đúng không thưa quý đồng bào?
vì người dân lúc nào cũng bị Cộng sản Việt Nam rình rập, và người dân mở miệng ra là chúng nó gán cho những cái từ là phản động. Nhưng phản động là gì? Trong khi người dân không có làm một cái thái độ nào gọi là có vũ khí trong tay, tay không một tấc sắt, mà chúng nó gán cho những từ làm cho người dân phải tự xem mình là người giống như là có tội, cho nên tự co đầu rút cổ lại rồi không dám làm điều gì cả. Cho nên từ chỗ đó người dân phải thấy được một điều là người dân đang được cứu. Mặc dù ở trong một cái chế độ tàn độc vô nhân tính thì người dân phải biết được là chúng ta nên âm thầm trưng cầu dân ý. Cộng sản Việt Nam không phát hiện ra được vì cái điện thoại cầm tay của chúng ta, điện thoại thông minh, chúng ta cầm lên và nhấn vào link www. Ở Việt Nam thì gọi là www đó thưa quý đồng bào. www đó, chấm trưng cầu dân ý viết tắt .us, rất đơn giản phải không thưa quý đồng bào. Hoặc là www. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trưng cầu dân ý .com. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trưng cầu dân ý, tất cả chúng ta viết tắt và .com. Thì chúng ta nhấn vào link sẽ thấy hiện ra một trang, và trên đó chúng ta tìm 4 chữ trưng cầu dân ý bằng chữ in lớn viết tắt. Nhấn tiếp vào 4 chữ đó sẽ hiện lên cho quý đồng bào thấy được lá phiếu để chúng ta điền vào. Và khi thấy lá phiếu thì chúng ta điền họ tên, ngày tháng năm sinh, rồi số điện thoại. Ở trong đó yêu cầu chúng ta điền như thế nào thì chúng ta sẽ điền như thế đó. Và bằng sự thật nha tất cả quý đồng bào, vì chính phủ này là một chính phủ nói lên sự thật. Tôn chỉ của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là duy thật lập cộng. Cộng sản lúc nào cũng lừa dối người dân Việt Nam của chúng ta. Chúng nó dẫn dụ, chúng nó đánh lạc hướng người dân để người dân không biết đường để đi. Và chúng nó gieo những cái tư tưởng thù hận, ganh ghét để cho người dân nổi lên những bản chất xấu, rồi sau đó chúng nó dẫn dắt người dân đi đến chỗ chết. Cho nên từ chỗ đó chúng ta phải khôn ngoan. Khi Cộng sản dẫn dụ thì chúng ta phải biết nhận định đúng sai, thiện ác, chánh tà, để chúng ta biết được là chúng nó đang dẫn chúng ta đi đến chỗ chết. Và chắc có lẽ là quý đồng bào cũng không quên, ngày xưa Cộng sản thường tuyên truyền láo khoét là chúng nó hay nói với người dân của chúng ta là đế quốc Mỹ xâm lược, phải không thưa quý đồng bào? Câu này chúng tôi nghĩ là không có một người dân nào mà không biết cả, vì chúng nó tuyên truyền khắp mọi nơi. Nhưng hôm nay người dân có thấy rõ được sự thật hay không? Cộng sản Việt Nam đang đưa con cháu của chúng qua Hoa Kỳ để sống vinh thân phì gia, bóc lột người dân Việt Nam của chúng ta đến tận xương tủy, và sang Hoa Kỳ thì sống một đời sống đế vương. Bây giờ chúng nó rất là giàu đó thưa quý đồng bào. Trong khi nhìn lại người dân của chúng ta, những em nhỏ quá là đau khổ, vì em nhỏ không có cơm để ăn, không có thức ăn, không có tiền để đi học, phải cầm tấm vé số đi bán ở ngoài đường. Thật đau lòng lắm thưa quý đồng bào. Vì tương lai của đất nước Việt Nam của chúng ta là ở các thế hệ trẻ đó thưa quý đồng bào. Và các em phải được nuôi nấng đầy đủ, các em phải được có sức khỏe, được nuôi nấng trong môi trường tốt đẹp, các em phải được đi học, các em phải được tiến thân để tương lai của các em gìn giữ đất nước của chúng ta.
Cho nên đất nước Việt Nam của chúng ta cần phải nuôi nấng các thế hệ trẻ, trong khi chế độ cộng sản bây giờ đang trù dập những trẻ em, không cho các em đến trường bằng cách là đến trường phải đóng tiền học phí. Nhưng chúng nó để cho người dân đói khổ, không có một tiêu chuẩn gì cả. Khi đi làm thì đồng lương chết đói, không đủ nuôi sống trong gia đình, các em không có tiền đi học. Các em nhịn đói, đến trường, em nào có tiền đóng tiền học thì nhiều khi đến trường mà bụng đói nữa đó thưa quý đồng bào. Rất là tội nghiệp. Cho nên nếu tất cả người dân Việt Nam của chúng ta còn nghĩ đến con em của mình, còn nghĩ đến thế hệ trẻ, còn nghĩ đến tương lai của đất nước Việt Nam, chúng ta hãy mạnh dạn lên. Dù cho cộng sản hăm dọa trù dập bao nhiêu, chúng ta cũng không màng, và hãy vào link trưng cầu dân ý để nói lên tiếng nói của mình. Chúng ta hãy bảo vệ cho thế hệ trẻ, vì những thế hệ của chúng ta qua đi thì thế hệ trẻ tấn lên. Nếu ở trong một cái chế độ cộng sản như thế này thì tương lai của các em đi về đâu, và đất nước quê hương Việt Nam của chúng ta đi về đâu? Cho nên chúng ta hãy sáng suốt nhận định được chúng ta đang được cứu, và hệ thống trưng cầu dân ý sẽ giúp cho người dân nói lên được tiếng nói của mình. Mặc dù bên cạnh là cộng sản rình rập bao nhiêu, chúng nó cũng không phát hiện ra được. Vì hệ thống trưng cầu dân ý vô cùng tiện lợi và an toàn bảo mật. Khi chúng ta trưng cầu dân ý xong, có số căn cước, chúng ta nhấn gửi đi thì sẽ biến mất hết trên điện thoại cầm tay của chúng ta. Hãy can đảm lên để chúng ta có được một ngày mai tươi sáng cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng tôi hy vọng rằng các thế hệ hiện tại, những người trưởng thành, hãy sáng suốt nhận định, và đặc biệt là quý chị em phụ nữ của đất nước Việt Nam của chúng ta, hãy can đảm lên để chúng ta có được một ngày mai tươi sáng. Vì hiện tại chúng ta đang có được Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Ngài đã bỏ thời gian gần như trọn cuộc đời của Ngài, hy sinh tất cả tiền tài sự nghiệp, cả một gia tài đồ sộ của Ngài tại Hoa Kỳ khi Ngài đến đất nước Hoa Kỳ. Tương lai của Ngài tràn trề, được sống trong cuộc sống giàu sang, nhưng Ngài sẵn sàng bán hết tài sản để giúp cho 17 trại tị nạn vùng Đông Nam Á lúc đó sắp sửa bị trả về Việt Nam. Và Ngài hiểu được trong chế độ cộng sản nó rất tàn ác, cho nên những người Việt mà bị trả về đất nước Việt Nam đang trong chế độ cộng sản như thế thì rất là nguy hiểm. Cho nên Ngài sẵn sàng bán hết tài sản và giúp đỡ cho 17 trại tị nạn, không phải số nhỏ đâu quý đồng bào, trên 200.000 người đó. Và Ngài cũng vận động quốc tế, vận động Liên Hiệp Quốc để bảo vệ cho những người này khi trở về Việt Nam. Và lúc đó cộng sản đã hứa với Liên Hiệp Quốc và đã ký với Liên Hiệp Quốc là bảo vệ cho những người trở về Việt Nam không bị trù dập, và những người Việt Nam trở về quê hương hồi hương đã được an toàn. Nhờ công đức của Đức Quốc Công bán hết tài sản để giúp cho hơn 200.000 người trở về Việt Nam và có được những ngày tháng đầu tiên được có một cuộc sống tạm ổn, không phải đói khổ, nhờ có sự giúp đỡ của Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Cho nên từ chỗ đó, người dân Việt Nam của chúng ta biết được là tiểu sử của Đức Quốc Công của chúng ta là một tiểu sử rất là đặc biệt. Ngài đang cứu đất nước Việt Nam của chúng ta
Ngài cứu cả trăm triệu dân, cho nên từ chỗ đó Ngài là một vị thánh nhân của đất nước Việt Nam của chúng ta, do Thượng Đế Trời Phật ban xuống, để ban xuống thế gian này để cứu người dân Việt Nam. Chúng tôi không có nói thừa, vì Việt Nam của chúng ta có câu: dẫu xây chính bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người. Có phải không thưa quý đồng bào? Cho nên hiện tại Ngài đang cứu cả trăm triệu dân. Như vậy là Ngài có phải là một vị thánh nhân xuống thế gian này để cứu người dân Việt Nam của chúng ta hay không? Chắc chắn điều đó chúng tôi nói không sai, phải không thưa quý đồng bào? Cho nên từ chỗ đó, người dân Việt Nam cần phải tìm hiểu để chúng ta biết được Đức Quốc Công Đào Minh Quân là một vị thánh nhân đang xuống thế gian này để cứu đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng tôi tiếp tục truyền tải cho người dân Việt Nam của chúng ta về tiểu sử của Đức Quốc Công vào thời binh nghiệp. Trong thời binh nghiệp của Đức Quốc Công Đào Minh Quân có rất nhiều những câu chuyện rất là đặc biệt và ly kỳ, tưởng chừng như là những chuyện mà chúng ta chưa bao giờ nghe và chưa bao giờ thấy. Và hôm nay chúng ta đang được nghe, và thậm chí chúng ta có thể thấy được, vì Đức Quốc Công đang còn hiện hữu ở tại Hoa Kỳ. Và đạo đức của Đức Quốc Công đã cho chúng ta thấy được là Ngài là một vị lãnh tụ duy nhất của đất nước Việt Nam của chúng ta. Ngài đã dặn chúng tôi, khi chúng tôi nói về tiểu sử của Ngài, không được nói quá. Những gì Ngài kể cho chúng tôi nghe thì chúng tôi phải nói đúng, không được nói quá, không được nói hơn. Cho nên Ngài rất là chân thật, luôn luôn lúc nào Ngài cũng tôn trọng sự thật. Cho nên chúng tôi, những lời nói của chúng tôi ở đây là nói bằng sự thật do Ngài kể lại, chứ không phải chúng tôi nói hơn một điều gì cả. Cho nên người dân Việt Nam của chúng ta hãy hãnh diện là chúng ta đang được thấy sự thật, và sự thật đó của đất nước Việt Nam của chúng ta là một hạnh phúc lớn để chúng ta tìm về cội nguồn của đất nước, của quê hương Việt Nam của chúng ta. Vì đất nước Việt Nam đã gần 5.000 năm văn hiến, do cha ông tổ tiên của chúng ta đã dựng nước và giữ nước. Và hôm nay đất nước đang lâm nguy thì thất phu phải hữu trách. Có nghĩa là những người dân ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta, bất kể là thành phần nào, cũng phải có trách nhiệm. Đất nước Việt Nam là của chung, không của riêng ai. Không của riêng Ngài Đức Quốc Công, hoặc không của riêng chúng tôi, mà là của toàn dân Việt Nam. Cho nên mỗi người chúng ta hãy cùng chung vai góp sức, đoàn kết lại bằng lá phiếu trưng cầu dân ý, hoặc tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Đào Minh Quân lãnh đạo, để chúng ta cùng chung vai để giúp dân cứu nước ra khỏi cái ách nạn cộng sản tại Việt Nam, mà chúng nó đang dần dần bị chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Đào Minh Quân đang đưa chúng vào trong rọ đó nghe thưa quý đồng bào. Vì chúng nó đang dần đi vào ngõ cụt. Nhờ có Đức Quốc Công Đào Minh Quân, vì Ngài là hậu duệ của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo, cho nên từ chỗ đó chúng ta, người dân Việt Nam đang được sống ở thời mà chúng ta thấy được hậu duệ của Đức Thánh Trần đang cứu nước. Chúng ta hãy vui mừng vì chúng ta đã tìm được một vị thánh nhân do Trời Phật ban xuống, và từ chỗ đó chúng ta mới thấy được là ngày xưa
Đức Thánh Trần đã ba lần thắng quân Nguyên Mông và Tào Cộng, lúc đó là nước Tào, chắc chắn là sẽ không để cho dòng dõi Trúc Lâm của Đức Thánh Vương sống sót. Cho nên lúc đó Đức Thánh Trần đã cho con cháu vào trong làng Trúc Lâm. Và một điều mà chúng tôi nhắc đến thì rất là xúc động, vì Đức Thánh Trần không cho con cháu đi học đó, thưa quý đồng bào, và để cho con cháu dốt đó, quý đồng bào. Từ chỗ đó chúng ta thấy sự hy sinh của Đức Thánh Trần lúc đó là Ngài đã hy sinh cứu nước, ba lần thắng quân Nguyên Mông, nhưng con cháu thì không cho đến trường. Vì nếu đến trường lộ tông tích, Tàu nó sẽ giết hết đó, thưa quý đồng bào. Cho nên từ chỗ đó chúng ta mới thấy được Thượng Đế Trời Phật còn ban ân phước cho đất nước Việt Nam của chúng ta, cho nên đã sắp xếp. Sau đó thì trong dòng dõi Trúc Lâm đã được đi học và đến trường. Từ chỗ đó Đức Quốc Công là hậu duệ của Đức Thánh Trần. Và vì sợ Tào truy đuổi cho nên dòng họ Trần đổi sang họ Đào đó, thưa quý đồng bào. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy được là chúng ta vui mừng khi được sống ở trong sự thời đại mà đất nước Việt Nam đang được bước sang trang sử mới. Trang sử mới này do Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Ngài sẽ thay đổi đất nước Việt Nam bước sang một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên tân dân chủ, để bước vào thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Cho nên người dân Việt Nam hãy vui mừng và cùng nhau thể hiện sự vui mừng này bằng lá phiếu trưng cầu dân ý. Chúng tôi bắt đầu ở tiểu sử của Đức Quốc Công vào thời binh nghiệp. Lần trước chúng tôi đã nhắc đến thời thơ ấu của Đức Quốc Công, để cho quý đồng bào biết được là Đức Quốc Công được sinh ra tại Việt Nam và lớn lên đi học ở những trường nhà dòng, những trường công giáo do các linh mục dạy dỗ. Cho nên từ chỗ đó Ngài là một người không phải là những người bình thường như những người dân chúng ta. Ngài là người đặc biệt và Ngài có một đạo đức tốt đẹp để sau này sẽ dẫn dắt người dân Việt Nam của chúng ta bước vào thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Cho nên người dân sắp tới sẽ được học những bài học đạo đức do chính Đức Quốc Công đã rút kết ra được từ các vị tu hành, để có được những bài học cho người dân Việt Nam của chúng ta sẽ thay đổi từ thời Cộng sản biến người dân vô đạo đức trở thành những người có đạo đức tốt đẹp. Và chúng ta sẽ được học hỏi, mà một điều chúng ta có thể biết được trong cuốn Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, có một điều chúng ta cũng phải cảm thấy vui mừng là khi Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về thì nhà tù sẽ được thay thế bằng trường học. Trường học sẽ thay thế hết tất cả những nhà tù. Quý vị, quý đồng bào thấy có vui mừng hay không? Vì Ngài không bao giờ muốn người dân Việt Nam của chúng ta lâm vào tình trạng tù tội, mà Ngài đang muốn thay đổi người dân bằng những môi trường đạo đức, để người dân được thay đổi tâm tính của mình khi trong những năm sống dưới chế độ Cộng sản trở thành những người
mà Cộng sản đang muốn biến người dân Việt Nam trở thành những người vô nhân tính. Cho nên người dân đang được cứu và chúng ta sẽ bước sang những ngày tháng tốt đẹp hơn. Hiện tại người dân đang đói khổ lầm than thì hãy thể hiện chúng ta đang muốn cứu bằng lá phiếu trưng cầu dân ý. Bây giờ chúng tôi truyền tải tiếp theo về tiểu sử của Đức Quốc Công trong thời binh nghiệp. Thì trong thời binh nghiệp có rất nhiều chuyện ly kỳ, thì chúng ta sẽ tìm hiểu từ từ. Hôm nay chúng tôi tiếp tục theo lần trước, là khi ngài năm ngày 14 tuổi thì ngài đã gặp ký giả Robert G. Oman, và ký giả đã xin thân phụ và thân mẫu của Đức Quốc Công để bảo trợ cho Đức Quốc Công được đi học tới năm 18 tuổi. Thì chúng tôi tiếp tục theo năm 15 đến 16 tuổi, đó là năm 1967-1968, thì Đức Quốc Công vào học trường Phan Thanh Giảng, là trường trung học cấp 1 ở Đà Nẵng. Hiệu trưởng là giáo sư Bùi Đặng Hà Phụng. Đến năm ngày 16 tuổi, vào mùa hè năm 1968, thì ngài tham gia vào trại biệt kích My Falls. Lúc đó ngài 16 tuổi, nhưng mà ngài vì trong thời gian ngài được bảo trợ bởi ký giả Robert G. Oman, thì ngài được đi cùng với ký giả, và ký giả Robert D. Oman có cho ngài xem qua cái ống dòm những vùng thôn quê hẻo lánh mà Cộng sản giết dân, và chúng nó giết người dân rất là tàn bạo. Cho nên từ chỗ đó ngài mang một cái tấm lòng thương người dân vô bờ bến, và muốn làm sao để thay đổi cái cục diện này. Ngài muốn cho người dân thoát khỏi cái cảnh mà Cộng sản giết người dân tàn ác như thế. Cho nên mới 16 tuổi thôi, ngài đã lấy giấy tờ của người Anh để xin vào được vào quân đội. Cho nên ngài đã tham gia vào trại biệt kích My Falls. Lúc đó ngài mới 16 tuổi, ở tại Sơn Trà, Đà Nẵng. Đến cuối năm 1968 thì ngài nhập học ở trường văn hóa quân đội, trường đó là trường trung học cấp 2 ở Đà Nẵng, do phòng tâm lý quân đoàn 1 phụ trách. Đến hè năm 1969 là năm ngài 17 tuổi thì ngài theo gia đình về Sài Gòn. Năm 17 đến 18 tuổi là vào năm 1969 đến năm 1970 thì ngài học xong trung học cấp 2 tại trường Lê Bảo Tịnh, Sài Gòn. Lúc đó ngài về Sài Gòn rồi, thì ngài học xong trung học cấp 2 ở trường Lê Bảo Tịnh ở Sài Gòn, do linh mục Phan Du Vịnh làm hiệu trưởng. Quý đồng bào có thấy hay không, tất cả những trường ngài trải qua đi học đều là học trường dòng đó, thưa quý đồng bào. Cho nên ngài đã thấm nhuần đạo đức từ giáo lý của Công giáo, và sau này thì ngài thấm nhuần giáo lý của Đức Phật nữa. Cho nên từ chỗ đó ngài tổng kết tất cả đạo đức của bên đạo Công giáo và đạo Phật, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, thì ngài đã cho người dân những bài học rất là quý báu, để chúng ta không phải là chỉ là học đạo đức không, mà người dân Việt Nam phải học đạo đức như thế nào để gìn giữ đất nước kìa, chứ không phải là một đạo đức đơn giản mà giống như hiện tại người dân Việt Nam của chúng ta đang đến chùa cầu nguyện, nhưng Cộng sản đã dẫn dắt người dân đi đến chỗ mê mờ. Đức Phật đã dạy bi trí dũng, ba chữ từ bi, trí tuệ và dũng cảm. Nhưng hiện tại
ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta, tất cả những người dân đến chùa chỉ có một chữ bi mà thôi. Vì Cộng sản đã khóa tất cả những trí huệ của người dân bằng xem người dân là kẻ thù tiềm ẩn đó. Cho nên hai cái chữ đứng sau chữ bi của Đức Phật đã truyền dạy cho người dân, thì Cộng sản không bao giờ cho người dân học được hai chữ đó cả. Có nghĩa là trí tuệ và dũng cảm. Người dân bây giờ trở thành hèn nhát, không có dám làm gì cả, vì chúng nó trù dập, hăm dọa đủ điều, và chúng nó giết một cách tàn ác. Cho nên từ chỗ đó người dân co cụm lại và chỉ học có một chữ mà thôi, đó là đến chùa, rồi lễ Phật, rồi cúng chùa. Nhưng vô tình những đồng tiền người dân làm cực khổ đó, nhịn ăn để đến cúng chùa cầu nguyện, nhưng người dân có biết hay không là những đồng tiền đó đang nuôi Cộng sản đó, thưa quý đồng bào. Vì Cộng sản đã nắm hết các chùa ở Việt Nam, và những cái đồng tiền cúng dường của người dân thì lại nuôi Cộng sản. Như vậy, vô tình người dân cầu nguyện nhưng không sáng suốt, vì chỉ có chữ bi mà không có được chữ trí và chữ dũng. Hiện tại chúng ta cần phải có trí tuệ để thấy được là Đức Quốc Công Đào Minh Quân đang cứu chúng ta. Cho nên chúng ta hãy âm thầm trưng cầu dân ý, và chữ dũng Đức Phật đang dạy thì chúng ta hãy dũng cảm, can đảm lên, cầm điện thoại, nhấn vào link trưng cầu dân ý. Như vậy chúng ta mới thật sự là thấm nhuần giáo lý của Đức Phật, bi, trí và dũng đó, thưa quý đồng bào. Cho nên người dân phải tìm hiểu để chúng ta mới biết được, vì chế độ Cộng sản chúng nó rất là tinh vi, cho nên chúng nó đang dẫn dắt người dân đi đến chỗ mê mờ, tăm tối, rồi tự diệt vong mà người dân không biết. Cho nên từ chỗ đó người dân cần phải sáng suốt và nói với nhau và chỉ cho nhau nghe để thấy được sự thật ở đây nằm ở chỗ nào. Và sự thật, chúng ta đừng có xem tất cả những truyền thông ở trên mạng, mà chúng ta hãy tìm hiểu về Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Đào Minh Quân đang lãnh đạo, thì chúng ta mới biết sự thật. Còn ngoài ra, tất cả Cộng sản Việt Nam đang mua chuộc truyền thông bất lương, và chúng nó nói khúc đầu là nghe tưởng như thật nhé, nhưng sau đó chúng nó lái đi hướng khác và người dân lại vô tình bị chúng nó dẫn đi mà không hay. Cho nên người dân phải sáng suốt để nhận định. Thì khi Ngài được học trong những trường dòng thì Ngài đã tiếp thu được những cái đạo đức mà giáo lý của Đạo Công Giáo, Đạo Phật, Đạo Cao Đài, Đạo Hòa Hảo, tất cả Ngài đã thấm nhuần. Và quý đồng bào nên nhớ, thể chế Việt Nam Cộng Hòa là một thể chế hữu thần, tất nhiên tin tưởng vào Thượng Đế Trời Phật và Hồn Thiên Sông Núi. Những điều nhiệm màu linh thiêng sẽ đến toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta khi chúng ta sáng suốt nhận định được, thì những điều nhiệm màu sẽ đến. Và Ngài vẫn thường khuyên chúng ta là nên cầu nguyện, cầu nguyện mỗi ngày, và chúng ta nên tịnh tâm để nhìn ra sự thật, thì chúng ta sẽ có được một ngày vinh quang cho đất nước. Thì năm 18 tuổi là Ngài thành lập và là đoàn trưởng thi văn đoàn ra khơi, và Ngài cũng là chủ biên tạp chí ra khơi với bút hiệu là Nam Quán. Cho nên Ngài là một nhà thơ, nhưng những tuyệt tác phẩm của Ngài nói lên
tấm lòng của Ngài thương người dân Việt Nam, đất nước Việt Nam vô bờ bến. Cho nên những bài thơ của Ngài là những tuyệt tác phẩm mà chúng ta không tìm thấy ở đâu được. Duy nhất tấm lòng của Ngài đã cho chúng ta hiểu được Ngài đang trăn trở và lúc nào cũng muốn cứu người dân của chúng ta. Ngài không bao giờ yên tâm khi người dân còn đau khổ tại quê nhà. Cho nên Ngài, tấm lòng của Ngài, tâm hồn của Ngài là một thi sĩ yêu thương đất nước Việt Nam vô bờ bến. Ngài cũng sáng tác nhiều chiến đấu ca và trường khúc với tên hiệu là Anh Thương. Khi Ngài sáng tác nhạc thì tên hiệu của Ngài là Anh Thương. Và khi Ngài sáng tác những tác phẩm, những tuyệt tác phẩm về thơ ca là Ngài bút hiệu là Nam Quán. Cho nên Ngài là một thi sĩ, Ngài là một nhạc sĩ, Ngài là một chiến sĩ, Ngài là một anh hùng của đất nước Việt Nam của chúng ta, Ngài là một vị thánh nhân. Và tất cả chúng ta đang được hãnh diện vì đất nước Việt Nam của chúng ta có một vị thánh nhân đang xuống thế gian này để cứu người dân Việt Nam của chúng ta. Duy nhất, nghe quý đồng bào, duy nhất chỉ có Đức Quốc Công Đào Minh Quân mà thôi mới cứu được người dân Việt Nam của chúng ta. Ngoài ra không có ai cả. Và Cộng sản Việt Nam dựng lên hết người này đến người kia, nhưng chúng ta cần phải biết người đó lai lịch ra sao, xuất thân từ nơi đâu và tiểu sử như thế nào. Chắc chắn là không bao giờ tìm được một người thứ hai, vì tiểu sử của Đức Quốc Công là tiểu sử của một vị thánh nhân rất đặc biệt. Và Ngài đã qua những giai đoạn nguy hiểm trong cuộc đời của Ngài đều được cứu tất cả. Cho nên chúng ta phải biết được duy nhất chỉ có Đức Quốc Công Đào Minh Quân, duy nhất chỉ có Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Vì chính phủ này là chính phủ chính danh hợp pháp do dân bầu lên ở ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên. Từ khi Đức Quốc Công nhận cái trọng nhiệm là Thủ tướng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 16 tháng 2 năm 1991. Từ ngày đó, Việt Nam của chúng ta đã có chủ và một vị chủ nhân đang đứng ra để cứu đất nước Việt Nam của chúng ta, đại diện để diệt tiệt cái chế độ Cộng sản tại Việt Nam, đó là Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Cho nên chúng ta có Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là duy nhất chính danh hợp pháp. Chúng ta có Đức Quốc Công Đào Minh Quân đang lãnh đạo Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là duy nhất. Chúng ta có hệ thống trưng cầu dân ý để cho người dân ủng hộ Đức Quốc Công là duy nhất. Cho nên từ chỗ đó không có một hệ thống trưng cầu dân ý thứ hai nào, nghe thưa quý đồng bào. Cho nên tất cả ai mà muốn nói người dân, dẫn người dân đi trưng cầu dân ý cho ai đó, người dân không bao giờ làm nha. Vì chúng ta chỉ có trưng cầu dân ý để ủng hộ cho Đức Quốc Công mới đem Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về trên quê hương, chứ ngoài ra không có một hệ thống trưng cầu dân ý nào thứ hai. Và người dân phải sáng suốt nhận định vì Cộng sản lúc nào cũng lừa dối người dân một cách tinh vi. Cho nên người dân không nên tin và không nên nghe
những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn thấy Cộng sản đang làm gì trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng nó là một nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không có do dân bầu lên, là một nhà nước phi pháp, không có người dân nào cầm lá phiếu để bầu cho chúng cả. Cho nên chúng nó là một nhà nước phi pháp, không do dân bầu. Cho nên người dân cần phải hiểu được để chúng ta mới chọn con đường cứu đất nước Việt Nam của chúng ta. Và đến năm 18, 19 tuổi thì Ngài đã vào, lúc đó Ngài đã đủ tuổi rồi, cho nên Ngài vào trường, học trường Bộ Binh Thủ Đức ở Trung đội 242, ở tiểu đoàn 2, do Trung tướng Phạm Quốc Thuần là chỉ huy trưởng. Và Ngài tốt nghiệp sĩ quan khóa 5/71. Số quân của Ngài là 72/140999. Cho nên Ngài là một quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và Ngài khi tốt nghiệp, Ngài đã tình nguyện ra vùng địa đầu giới tuyến để đương đầu với những gì nguy hiểm nhất, nhưng tâm nguyện của Ngài là muốn cứu người dân của chúng ta, cho nên Ngài không hề sợ sệt. Mặc dù Ngài là con của vị sĩ quan, thân phụ của Ngài là sĩ quan cao cấp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng Ngài không có vì là con của vị sĩ quan cao cấp mà Ngài lại được ưu tiên để vào vào quân đội, quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở chỗ được an toàn. Nhưng Ngài tình nguyện ra vùng địa đầu giới tuyến để đương đầu với địch quân, để Ngài làm sao cứu được người dân Việt Nam không phải chết chóc. Cho nên ngay từ những ngày Ngài đủ tuổi, 18 tuổi, thì Ngài đã vào quân đội và học trường Bộ Binh Thủ Đức, để khi ra trường Ngài tình nguyện ra vùng địa đầu giới tuyến. Năm 19 đến 20 tuổi thì Ngài phục vụ tại Bộ Chỉ huy Tiểu khu Quản trị trại Lê Lai, Huế, cấp bậc là chuẩn úy, vào năm 1971 đến năm 1972. Đến năm 20 đến 21 tuổi thì Ngài phục vụ tại tiểu đoàn 122, đóng quân ở vùng địa đầu giới tuyến thuộc tỉnh Quảng Trị với cấp bậc là thiếu úy. Đến năm 21 đến 23 tuổi thì Ngài là đặc trách trưởng đơn vị đặc nhiệm Hắc Hổ, Black Tiger, đi không tiếng, về không lời. Vì đơn vị đặc nhiệm Black Tiger là một đơn vị biệt kích, là những anh hùng vô danh, đi không tiếng, tất nhiên là không ai biết, và về cũng không ai hay. Và khi thắng cũng không được thăng thưởng, và khi qua đời thì cũng không có một tiếng gì cả. Cho nên là những người anh hùng mà không cần danh tiếng. Đó là đội Black Tiger của Đức Quốc Công. Lúc đó Ngài là đặc trách trưởng của đơn vị đặc nhiệm Hắc Hổ, và Ngài chỉ huy 54, kể luôn Ngài là 54 thành viên ở trong đội đặc nhiệm Hắc Hổ. Và đội Hắc Hổ nhằm truy lùng những tên đầu sỏ Cộng sản. Và Ngài là một quân nhân được huấn luyện tận răng, tay không có thể diệt địch. Và Ngài
mặc dù là đặc trách trưởng của đơn vị đặc nhiệm Hắc Hổ, nhưng Ngài chưa bao giờ giết ai cả, vì Ngài có tấm lòng rất là thương yêu, tấm lòng nhân hậu và từ bi. Ngài thương yêu tất cả những, mặc dù là Ngài đặc trách trưởng, Ngài thương đồng đội đã đành, nhưng Ngài thương tất cả những người bộ đội mà đi ra chiến trường. Và một lần Ngài đi hành quân ở vùng Bích La Thôn, thì Ngài khi tiến quân, Ngài gặp một em nhỏ đứng ở trong cái hố cá nhân. Và em nhỏ đó khoảng chừng 12-13 tuổi thôi, nhưng đang bị thương. Thì Ngài thấy tội nghiệp, Ngài cúi xuống để kéo em lên. Nhưng khi Ngài cúi xuống thì cái đón sắt ở trên đầu Ngài đội nó tuột xuống. Và ngay lúc đó em nhỏ thấy Ngài cúi xuống để kéo em lên, em nhỏ lại đi lấy cái mã tấu và chém trên đầu của Ngài. Nhưng may mắn là khi nón sắt của Ngài tuột xuống thì trong nón sắt nó còn một cái nón nhựa nữa. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc xưa thì đội nón sắt đó, thưa quý đồng bào, đội nón sắt, và trong nón sắt còn có một cái nón nhựa nằm phía trong nữa. Cho nên khi nón sắt tuột xuống thì còn một lớp nón nhựa, và em đã dùng mã tấu chém lên đầu của Đức Quốc Công. Nhờ có nón nhựa, Ngài chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Thì lúc đó thuộc cấp của Đức Quốc Công thấy như vậy, cho nên định bắn em nhỏ, nhưng Ngài can lại không cho bắn. Và Ngài cho thuộc cấp cứu em và đem em về. Vì thể chế Việt Nam Cộng Hòa là một thể chế rất nhân đạo, nhân bản, nhân văn, cho nên không có bao giờ để cho những em nhỏ mà bị chết một cách oan uổng, và đem em về để có thể dạy dỗ cho những em này học hành và cho học nghề khi bắt được tù nhân là những em bộ đội. Vì Ngài đã nhìn ra được Cộng sản rất là tàn ác, chúng nó đem những em nhỏ ra chiến trường, chỉ mới 12-13 tuổi thôi, nhưng đã cho những em nhỏ ra chiến trường để chiến đấu. Vì tuổi đó các em còn non nớt lắm, chưa biết gì cả, nhưng Cộng sản đã gieo vào đầu các em nhỏ là sự thù hận. Cho nên từ chỗ đó, khi Đức Quốc Công cúi xuống để cứu em vì em đang bị thương, nhưng em lại nghĩ đến sự thù hận và giơ mã tấu lên để chém lên đầu của Đức Quốc Công. Chúng ta thấy Cộng sản tàn ác đã nhồi sọ, tẩy não những em nhỏ, những người dân bằng sự thù hận, chém giết mà thôi. Cho nên người dân của chúng ta hãy nhìn ra được vấn đề này, để chúng ta không phải lâm vào tình trạng khi Cộng sản chúng nó chiếm đất nước Việt Nam của chúng ta, giao cho Tàu Cộng, thì thế hệ con em của chúng ta sẽ ra sao? Hôm nay chúng ta đang được cứu, và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công lãnh đạo, Ngài đang chờ người dân Việt Nam nói lên tiếng nói của mình để đem nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về cho người dân được sống no cơm ấm áo, và các em được đến trường, các em sẽ được dạy dỗ nuôi nấng để các em có thể tiến thân, và đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ vươn lên sánh vai cùng các nước trên thế giới. Cho nên người dân cần phải hiểu được chúng ta đang được cứu. Và khi người dân hiểu được những điều này thì chúng ta sẽ thay đổi được đất nước Việt Nam, và Cộng sản Việt Nam sẽ bị
triệt tiêu hoàn toàn. Vì hiện nay Đức Quốc Công đã cho người dân thấy được âm mưu của Cộng sản Việt Nam là do bàn tay của Tàu Cộng đem Hồ Chí Minh vào đất nước Việt Nam của chúng ta gieo tan thương chết chóc. Cho nên chúng ta cùng chung vai góp sức để diệt tiệt cái chế độ này. Vì Đức Quốc Công đã nộp đơn kiện 38.000 tỷ kiện Tàu Cộng, đã đem Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu vào, đã gây bao nhiêu đau khổ cho người dân. Người dân Việt Nam từ miền Bắc cho đến miền Nam đã nằm xuống một cách vô lý. Một cuộc chiến không đáng có, một cuộc chiến nồi da sáo thịt giữa anh em giết với nhau. Hiện tại, người Việt đang cai trị người Việt, đứng sau lưng là bàn tay lèo lái của Tàu Cộng. Và quân đội đồng minh Hoa Kỳ cũng phải hy sinh trên chiến trường Việt Nam của chúng ta. 58.721 chiến binh Hoa Kỳ đã tử trận ở tại chiến trường Việt Nam. Cho nên một cuộc chiến không đáng có do Tàu Cộng đã muốn chiếm nước Việt Nam của chúng ta, thì hôm nay nước Việt Nam của chúng ta sẽ được thay đổi. Và sự thay đổi này là một sự thay đổi trong yên bình, không có trải qua bom đạn chết chóc. Chỉ cần lá phiếu trưng cầu dân ý thì chúng ta sẽ lấy lại đất tổ và không làm khổ dân. Chúng ta lấy lại thôi nha, chứ không có giành giật với ai cả. Vì đất nước Việt Nam của chúng ta do Tàu Cộng sai khiến Cộng sản Việt Nam để chiếm nước Việt Nam của chúng ta từ miền Bắc cho đến miền Nam, thì hôm nay, những ngày sắp tới, chúng ta lấy lại đất tổ và không có trải qua bom đạn chết chóc, là Đức Quốc Công không làm khổ dân. Quý vị, quý đồng bào thấy có tuyệt vời hay không? Cho nên từ chỗ đó, người dân Việt Nam của chúng ta hãy nhanh tay lên và nhìn cho thấu rõ sự thật. Thể chế Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa nối tiếp từ thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên chúng ta đã biết Việt Nam Cộng Hòa là một thể chế nhân đạo, nhân bản và nhân văn, tôn trọng quyền sống của con người. Còn Cộng sản Việt Nam, chúng nó xem con người là rơm, là rác, như cỏ rác, và chúng nó muốn giết chừng nào giết, chúng nó muốn bắt tù chừng nào thì bắt tù. Cho nên sống trên một cái đất nước vô thiên vô pháp, chúng nó không có xem Thượng Đế Trời Phật, chúng nó là vô thần, và chúng nó không có luật rõ ràng, chúng nó xài luật rừng. Cho nên người dân không có biết đâu mà lường được, không có biết đâu mà trở tay, vì chúng nó muốn bắt chừng nào bắt, và chúng nó gán cho tội chừng nào chúng nó gán. Cho nên ở một cái đất nước mà không có luật lệ gì cả thì người dân rất là đau khổ. Ở thể chế Việt Nam Cộng Hòa có luật lệ rõ ràng, và hiện tại Đức Quốc Công Đào Minh Quân, ngài đã biết được âm mưu của Tàu Cộng đem tên gián điệp Tàu vào trong đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên ngài xem tất cả những người dân của chúng ta đã bị Cộng sản Tàu lèo lái. Cho nên người dân Việt Nam của chúng ta, những người đã đi theo cái chế độ Cộng sản bị Tàu Cộng lèo lái, thì những người Cộng sản Việt Nam phải biết quay về đường ngay nẻo chánh, trở về với quốc gia dân tộc. Ngài có tấm lòng độ lượng,
tha thứ cho tất cả những người đã theo chế độ Cộng sản. Cho nên chế độ Cộng sản Ngài xem như cái chiếc áo cởi ra là trở về với người dân Việt Nam của chúng ta. Thì tất cả những người dân miền Bắc, miền Trung, miền Nam là anh em một nhà. Cho nên người dân Việt Nam của chúng ta đừng tin, đừng nghe theo những gì Cộng sản chúng nó đang lừa dối, đang lèo lái người dân Việt Nam của chúng ta đi đến chỗ mê mờ. Chúng ta hãy biết được rằng Đức Quốc Công có tấm lòng độ lượng, nhân từ, bác ái. Ngài muốn xóa đi tất cả những hận thù. Mặc dù Cộng sản giết dân rất là tàn ác, nhưng hôm nay Ngài sẽ tha thứ tất cả để cho những người Việt đã lỡ lầm đi theo chế độ Cộng sản thì quay về với quốc gia dân tộc. Ngài tha thứ, trở về và trở thành những người con dân của nước Việt để chúng ta có thể đoàn kết lại chống Tàu, và đất nước Việt Nam sẽ trường tồn mãi mãi. Vì Đức Quốc Công cũng đã nói cho chúng ta biết, Ngài đã tuyên bố ngày 30 tháng 4 năm 1975 phải là ngày mất nước sau cùng. Cho nên toàn dân Việt Nam của chúng ta hãy tin tưởng và đặt trọn niềm tin cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân để chúng ta sẽ có một đời sống tự do no ấm trong những ngày sắp tới. Nhanh tay lên trưng cầu dân ý để chúng ta sẽ có được đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trở về trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì trong cái đời binh nghiệp của Đức Quốc Công, chúng tôi vừa mới phổ biến cho tất cả quý đồng bào. Thì những ngày sắp tới chúng tôi sẽ kể tiếp trong cuộc đời binh nghiệp của Ngài có những câu chuyện mà chúng ta không có tìm thấy ở đâu được khi Đức Quốc Công là một vị thánh nhân được Thượng Đế Trời Phật ban xuống. Cho nên Ngài có một tiểu sử rất là đặc biệt mà người dân cần nên biết. Thì bây giờ chúng tôi kính mời tất cả quý đồng bào cùng nghe một bài thơ của một tuyệt tác phẩm của Đức Quốc Công đã sáng tác, để cho chúng ta biết được tấm lòng của Đức Quốc Công lúc nào cũng nghĩ về quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì bài thơ Vận Nước là khi Ngài nhận trọng nhiệm Thủ tướng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thì Ngài đã sáng tác bài thơ Vận Nước. Kính mời tất cả quý đồng bào cùng nghe. Bài thơ Vận Nước. Đường đời lòng vô nước chân dân, dân tâm mơ lòng xuân chẳng tự. Giang sơn một gánh và hồng đào, tri âm của cùng chúng xuất minh đào. Cảnh thành có nghiệp tàu
mơ lực khải hoàng khang. Nam Quán, Đào Minh Quân, ngày 16 tháng 2 năm 1991. Đường đời lộng gió nước trao giao, dân tắm lòng son chẳng tự hào. Tổ quốc hai vai lòng trúc bạch, giang sơn một gánh dạ hồng đào. Tri âm cựu ước cùng chung sức, minh đạo tân dân tụ đỉnh cao. Hữu chí cánh thành cơ nghiệp tạo, toàn dân hiệp lực khải hoàng khao. Nam Quán, ngài Đức Quốc Công đã cảm tác nên bài thơ Vận Nước ngày 16 tháng 2 năm 1991, là ngày đất nước Việt Nam của chúng ta bước sang trang sử mới. Đất nước Việt Nam của chúng ta được cứu nhân ngài Đức Quốc Công nhận trọng nhiệm Thủ tướng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 16 tháng 2 năm 1991. Toàn dân hiệp lực khải hoàng khao, có nghĩa là toàn dân của chúng ta cùng đồng lòng trưng cầu dân ý thì chúng ta sẽ hát khúc khải hoàng khao. Tuyệt vời không thưa quý đồng bào? Rất là tuyệt vời. Chỉ cần 3 đến 5 phút trên điện thoại cầm tay của chúng ta mà thôi. Chúng ta cần hãy thể hiện sự dũng cảm của mình. Đơn giản nhất, chỉ cần vào link trưng cầu dân ý www.trưngcầudânýviếttắt.us hoặc là www.chinhphuquocgiaviệtnamlamthoitrungcauduanyviettat.com. Chúng ta sẽ đạt được nguyện ước của toàn dân Việt Nam là chúng ta sẽ được tự do no ấm với thể chế đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì chúng tôi xin ngừng nơi đây và mời tất cả quý đồng bào cùng nghe bài hát quen thuộc, đó là bài hát Trưng Cầu Dân Ý. Kính mời tất cả quý đồng bào cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nguyện xin Thượng Đế Trời Phật hồn thiên sông núi gia hộ độ trì cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, được thành công viên mãn. Xin tạ ơn Thượng Đế Trời Phật và hồn thiên sông núi. Trước khi chấm dứt chương trình livestream hôm nay, chúng tôi kính mời quý đồng bào cùng cất cao lời thề son sắt do Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân đã truyền dạy. Dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Chúng tôi, Chuẩn tướng Kim Huỳnh, trân trọng kính chào tạm biệt Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Kính chúc tất cả được nhiều sức khỏe và bình an. Trân trọng, kính chào.